Dạ Hân được fan nhí yêu thích luôn nha. Sớm giờ không thấy em, tưởng là bữa nay em đi đâu vắng mặt rồi chứ. Hết sức chưa? Đang định hỏi BB là ủa Gia Hân đâu mất tiêu rồi sao bữa nay vắng mặt nè. Ờ tại mấy hôm chị bận cho nên không có ra được, chứ lại ở bên chị mua nhiều quá à. Ồ bên nhà mẹ chị hồi chiều rồi cũng mưa tập tả luôn á, chị tưởng bên em mưa chứ. À. Em xin chào quý cô chú anh chị mình nha. Thì hiện tại bây giờ là em đang ở quán của Vũ Thu Phương đây. Thì hiện tại bây giờ là 8 giờ nhưng mà cái tình hình khách hôm nay là cũng hơi thưa thớt nha cả nhà. Cũng hơi vắng hơn mọi hôm. Chứ mọi hôm nhà này là cũng đông lắm á. Mà nhà này là cũng hơi vắng, chắc có lẽ là do hồi chiều là cũng có một số quận cũng mưa lớn cả nhà. Cho nên là nhiều cô chú anh chị mình cũng giống như bị ngại á, ngại đi đường không biết là bên đây có mưa hay không. Thì bây giờ em cũng thông báo luôn là tại bên cá nhân chi của Vũ Thu Phương là không có mưa nha cả nhà nha. Cho nên cả nhà mình có đang ở đâu đó mà gần gần ở chỗ Vũ Thu Phương thì qua đây để ghé ủng hộ Vũ Thu Phương nha cả nhà. Hiện tại là bên quán Vũ Thu Phương là không có mưa nha. Ê, mẹ hôm nay chạy bạc luôn á. Dễ thương chưa? Mẹ đem cái dựa ra đây để cho khách ngồi nè. Đây bây giờ em sẽ quay lại cho cả nhà xem cá viên chiên. Cái này là mình chiên dầu bình thường, còn bên đây sẽ là chiên móng tỏi, một chút xíu cái chiên nha. Đây là một phần cá viên chiên chiên mắm tỏi nha cả nhà. Thơm quá, hấp dẫn quá chị ơi. Trời ơi em đứng ở đây mà bốc cái mùi lên hay em luôn á, hấp dẫn hấp dẫn. Mình ra nhà phở này đem về à, phần này là phần đem về nha cả nhà. Nè khán giả trên kênh con hỏi mẹ khỏe không? Dạ mẹ khỏe, mẹ cảm ơn con. Thế mẹ ngày nào cũng trực chiến ở ngoài này hết trơn ha. Mà sớm luôn á, ra sớm luôn á. Tại vì 3 giờ trưa là 4 giờ khách ra đây ra vô rồi. À. Bán luôn xuống con cái nhà này ôm ra. 4 giờ là bắt đầu là có khách. Khách ra đây rồi, nhầm bữa. À, dạ nhầm bữa nhưng mà chính xác luôn là mình bán từ lúc 5 giờ. Có nghĩa là chỉ cần là mới dọn hàng ra thôi là đã có khách rồi. Mới dọn hàng ra, có chỉ cần. Dạ. Yeah. Đó. Giờ này là
mẹ đi phục vụ bàn nữa này, vòng quanh vừa phục vụ bàn mà vừa thay Vũ Xu Phương để trò chuyện với khách, để cho khách vui lòng mà đến đây đỡ buồn á cả nhà. Dạ. Yeah. Giờ này là còn vắng khách á cả nhà. Chưa có khách đông á, cho nên cả nhà mình ai mà gần ở chỗ quán của Vũ Xu Phương thì mình tranh thủ ra đây nha. Thì giờ mới còn bà ngồi chứ tầm khoảng gần 9 giờ là ở đây là sẽ thuộc là cái giờ cao điểm, cho nên lúc đó là mình sẽ bị thiếu bàn á cả nhà. Cho nên mà mình có sắp xếp được mình tới thì mình tới tầm 8 giờ rưỡi. Nói chung là mình tới trước 9 giờ á là sẽ còn bàn ngồi nha. Sau 9 giờ á là giờ đó là giờ cao điểm, là mình sẽ mình tìm bàn ngồi, mình tìm một cái chỗ ngồi lý tưởng thì nó sẽ bị khó cả nhà. Vũ Xu Phương đang chuẩn bị ra đó cả nhà. Cả nhà mình ai mà gần ở đây thì tranh thủ ra đi nha. Vũ Xu Phương đang chuẩn bị ra. Tại vì giờ Vũ Xu Phương hôm nay có đi một số công việc cho nên ra hơi trễ. Dạ thì em cũng chia sẻ sơ cho cả nhà mình được biết là cái tình hình buôn bán tại của Vũ Xu Phương hôm nay là như thế nào và đầu giờ, và hiện tại là cũng không có mưa nha cả nhà nha. Bây giờ em xin kết thúc clip tại đây nha. Chút xíu nữa có những cái tin tức gì mới hot nữa thì em sẽ quay lại và chia sẻ thêm cho cả nhà mình biết ạ. Em chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye. Cô Bỉ chào tạm biệt cả nhà, bye bye cả nhà.